Ngọc Nhi xin kính chào quý vị trở lại với chương trình làm đẹp với công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumont ngày hôm nay. Thưa quý vị, Ngọc Nhi có những cái chương trình thật là đặc biệt cho quý vị. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi tuần thứ hai, thứ tư và thứ sáu, giờ Cali là từ 3 giờ rưỡi đến 4 giờ, Ngọc sẽ có chương trình tặng quà đặc biệt cho quý vị. Nếu quý vị nào gọi vào đặt những câu hỏi về sản phẩm và là những người khách hàng VIP, đặt những câu hỏi về cách dùng sản phẩm thì đương nhiên quý vị tự động sẽ được tặng món quà đặc biệt của tuần đó. Những món quà có thể là từ 25 đồng cho tới 80 đồng. Thì quý vị gọi số điện thoại cell phone Ngọc Nhi hiện giờ trên tổng đài là 408 888 7969, 408 888 7969. Mỗi ngày mình sẽ chọn một câu hỏi hay nhất và để gửi quà đặc biệt quý vị. Xin nhắc lại, món quà sẽ trị giá từ 25 đồng cho đến 80 đô la. Đó là những sản phẩm của công ty. Thú vị, ngày hôm nay Ngọc Nhi muốn nhắc quý vị về cái chương trình trị nám. Thật sự thưa quý vị, nám đó, Ngọc Nhi thường nhắc nhở khách hàng là có rất là nhiều loại bị nám. Chúng ta thường thường, đa số là 90% quý vị không bị nám, quý vị chỉ bị lão hóa da mà thôi. Nếu quý vị nào cảm thấy những làn da của mình mà bị những cái đốm trên da nhiều, da không có đều màu, thì đó là quý vị là lão hóa da. Lão hóa da nó có 3 dạng, đoạn số 1, 2 và 3. Thứ nhất, ở giai đoạn đầu tiên, da quý vị có những cái đốm nằm rời rạc, màu nâu nhạt. Thứ nhì, những cái đốm đó nó lớn hơn và nằm nhiều trên mặt quý vị hơn và da bắt đầu sậm màu xuống. Và cuối cùng là nám, là lão hóa da ở cấp độ thứ 3, thì là nhà quý vị dường như là gần như nám rồi. Quý vị nên tìm hiểu kỹ, thì quý vị nào có những cái thắc mắc về làn da của mình, quý vị có thể chụp hình cái làn da của mình và gửi vào số phone Ngọc Nhi, đó là 408 888 7969 để Ngọc Nhi xem da quý vị và chỉ quý vị cách nào để trị lão hóa da cho mình. Cái đến nữa đó là quý vị có thể lên Facebook là Trung Ngọc Nhi, Trung Ngọc Nhi, để add vào Facebook và gửi những cái tin nhắn, những cái hình quý vị, Ngọc Nhi biết, Ngọc Nhi chỉ quý vị tìm cách để mà chăm sóc làn da quý vị. Và cuối cùng ngày hôm nay, đặc biệt nếu quý vị gọi vào chương trình ngày hôm nay, hiện giờ là 3 giờ rưỡi giờ Cali cho đến 4 giờ, quý vị gọi ngay bây giờ để đặt hàng, quý vị sẽ được mua một tặng một cho tất cả sản phẩm của Beaumont chỉ ngay bây giờ mà thôi. Nếu sau 4 giờ chiều thì quý vị sẽ không được nữa. Đặc biệt quý vị gọi ngay bây giờ để order tất cả mặt hàng của Beaumont sẽ được mua một tặng một. Hoặc quý vị đặt những câu hỏi sẽ được một món quà đặc biệt. Đó là chai sữa rửa mặt. Thưa quý vị, đây là cái sữa rửa mặt làm 100% từ cái bột nghệ, từ cái nghệ của Nhật Bản. Cái loại sữa rửa mặt này, thưa quý vị, nó rất là hay. Ở thứ nhất là nó giúp quý vị đó là lấy đi và làm control được những cái bacteria trên da quý vị. Là thứ nhất là quý vị sẽ không có bị mụn nè, hoặc là nó làm nó trị mụn nè, và cuối cùng là nó control cái độ nhờn và cái độ dầu của da quý vị. Đây là chai sữa rửa mặt sẽ được tặng miễn phí nếu quý vị nào gọi ngay bây giờ để đặt những câu hỏi về sản phẩm nha quý vị nha, sẽ được tặng chai này trị giá 25 đồng. Đó, thì thưa quý vị, hiện giờ nếu quý vị theo dõi trên Facebook, quý vị thấy là Beaumont có một cái bộ trị nám, đó là ba sản phẩm. Thứ nhất là nhau thai cừu đến từ Nhật Bản, đây là một cái loại thuốc viên. Nhau thai cừu thưa quý vị, cái sản phẩm này đó rất là hay. Trị nám tuyệt vời, những khách hàng nám trên 10 năm, 15 năm sẽ được đặc trị bằng cái viên thuốc này thưa quý vị. Thưa quý vị, đây là những cái viên thuốc mà bào chế 100% tại Nhật Bản. Thì một ngày quý vị chỉ dùng 2 đến 3 viên mà thôi, thì nó sẽ giúp quý vị đó là làm trắng da, làm mờ những cái đốm nám. Cái hay nhất đó là như vậy, nếu quý vị cảm thấy là quý vị nám nặng rồi, mà da không có đều màu và có đồi mồn hai cái tay quý vị rồi, thì cái viên này nó có 6 thành phần, xin nhắc lại. Thành phần thứ nhất, nó làm từ nhau thai cừu của Nhật Bản, đã được FDA approve bán ở tại Hoa Kỳ. Thứ nhì là cái chất là glutathione, là một cái chất làm trắng da toàn thân và làm tươi lại tế bào da, cũng của Nhật Bản và được FDA Hoa Kỳ approve. Chất thứ ba là alpha lipic acid, là một cái chất mà nó làm sống lại tế bào, làm phát sinh tế bào mới, làm khỏe tế bào. Khi da quý vị khỏe đó, tế bào nó khỏe đó thì chắc chắn nó sẽ trắng. Thì ba chất này kết hợp lại tuyệt vời, là reborn, nghĩa là tái sinh làn da quý vị lại. Một hộp 80 đồng gồm có 90 viên, quý vị dùng được 45 ngày. Quý vị sẽ được mua một tặng một ngày hôm nay.
nếu quý vị gọi ngay bây giờ, ngoại trừ mua một tặng một mà đặt câu hỏi về da sẽ được tặng thêm một cái chai rửa mặt này nữa. Thú vị, chai này cực kỳ tốt, quý vị rửa mặt cho mình, cho người thân. Nếu quý vị có hello, Bill Moore xin nghe ạ. Hello. Hello. Chào chị. Dạ, thưa chị, tôi muốn hỏi, dạ, tôi muốn hỏi rằng là cái da mình nó bị lỗ chân lông nhiều quá, nó lớn đó, thì bây giờ mình làm sao để cho nó nhỏ được cái lỗ chân lông với cái da nó khô quá đó. Dạ vâng. Chị ơi, có phải làm da chị nó khô mà nó có chất, nó bị tạo nhờn không chị? Không có chất, đúng rồi, dạ. Dạ, có một cái loại da đó là da khô, nhưng mà đó có những chỗ nó bị nhờn, thì khi nó tiết nhờn nhiều là chỗ lông mình bị hở, đúng không, là sẽ bị to. Thưa chị, cái đó đó thứ nhất là chị cần dùng, em sẽ tặng cái chai sữa rửa mặt này ngay bây giờ nhé. Thì sau giờ đó chị gọi lại cho em của số điện thoại này để cho cái địa chỉ. Thì cái loại sữa rửa mặt này nó trị nhờn cho chị rất là hay nè, nó control cái nhờn cho da chị, là em tặng chị ha. Và em sẽ gửi hàng mẫu tặng chị thêm là những cái loại nào mà nó làm cho khích lỗ chân lông lại. Là thưa chị, nó có hai cách. Một đó là chị dùng cái hyaluronic, là cái chai này nè chị nhá, cho em đây là cái hộp này nè. Đó, hyaluronic, một hộp như vậy đó là nó có 4 ống trong này. Mỗi ống chị xài được khoảng 10 ngày đến 2 tuần, một sáng một lần, tối một lần, chỉ cần nhiễu một vài giọt lên da chị thôi thì nó sẽ làm cho da chị là control là cái nhờn giữ bên trong da và làm khích lỗ chân lông bên ngoài. Một hộp như vậy đó là giá là 60 đồng, mà nếu chị mua trong chương trình này chị cũng được mua một tặng một luôn. Và chị được tặng thêm cái này mà chị gọi vào nữa nhá. Thì chị ơi, sau giờ là khoảng nửa tiếng nữa thì chị gọi lại cho em cũng số điện thoại này luôn, và em tặng chị cái này. Và đồng thời em chỉ cách dùng cái này nhá. Dạ. Rồi, cảm ơn chị, và khi đến thì chị thêm. Thì thưa quý vị, trở lại với chương trình như chị hỏi hồi nãy đó, là quý vị nào gọi vào ngay bây giờ không cần mua hàng, đặt câu hỏi thôi vẫn sẽ được tặng một cái tip sữa rửa mặt này. Thứ nhất là control chất nhờn cho da quý vị. Có nhiều khách hàng người ta nghĩ vậy nè, là da tôi đó nó bị dầu, bị nhờn. Không phải đâu, một số làn da khi quý vị bị da nhờn, da dầu, bởi vì da quý vị nó thiếu cái chất nhờn ở bên trong da, cho nên nó phải tiết ra cái chất đó để nó làm cái bề mặt da quý vị. Đó là cái nguyên lý tự nhiên của da. Thì quý vị dùng cái này để lấy đi chất nhờn và không làm lây nhiễm cho những cái chỗ khác, và không làm cho nó tạo cái nhờn tiếp, nó sẽ giữ lại bên trong da được. Thì khi đó quý vị dùng cái hyaluronic này lên. Đây là một cái sản phẩm mà đậm đặc 100% hyaluronic, nó giúp cho cái da quý vị giữ ẩm. Quý vị thấy đó, có rất là nhiều người họ đi chích những cái hyaluronic lên da để chi? Để căng bóng da, để mượt mà cái da và để trẻ quá da. Thì hyaluronic là một cái chất dưỡng ẩm da, và đồng thời nó ngậm nước gấp 1000 lần phân tử của nó. Để khi nó ngậm nước thì da mình sẽ không có bị nhờn, không có bị thiếu nước. Đó, và rất là hay, nó control nhờn đẹp lắm quý vị. Một hộp như vậy là 60 đồng. Quý vị gọi trong cái chương trình đặc biệt đang live stream, đang live show này, được xem mua một tặng một. Thì trong này nó có 4 ống thưa quý vị. Mỗi ống quý vị dùng được khoảng 10 ngày. Đó là cái chương trình mà cho quý vị da nhờn, lỗ chân lông to, và đồng thời nó bị khô. Không phải da nhờn là nó không bị khô, nó thiếu chất nhờn, xin nhắc lại, cho nên nó phải tiết dầu ra ngoài da. Và quý vị được tặng chai này nếu quý vị gọi ngay bây giờ, chỉ đặt câu hỏi thôi, không mua hàng, cũng được tặng ngay bây giờ nữa quý vị nhé. Đây là chai sữa rửa mặt nghệ. Rồi Ngọc Nhi trở lại với chương trình là về cái chai trị nám này. Thưa quý vị, Ngọc Nhi có nói đó, nó có 6 chất. Đi từng chất cho quý vị. Thứ nhất là collagen. Thứ nhì là nhau thai cù của Nhật Bản. Nhau thai cù đã được gọi là khắc tinh của nám. Và đây là một cái sản phẩm mà nó giúp cho da quý vị không có bị nám tái phát lại trong tương lai, trong khi quý vị đã trị nám. Chất thứ nhì là glutathione, là một cái chất làm trắng da toàn thân, làm mờ những cái đốm lão hóa trên da quý vị. Glutathione đã được chứng minh của khoa học Hoa Kỳ là một cái chất mà làm đảo ngược tiến trình lão hóa của tế bào và làm sáng tế bào. Thứ nhì là alpha lipoic acid, là một cái chất mà làm trắng da, làm sống lại tế bào, làm tươi tế bào, phục hồi sự tổn thương của những tế bào da. Thứ ba là rượu đỏ. Rượu đỏ là chặn lão hóa và cũng đảo ngược tiến trình lão hóa. Chất thứ tư nữa là chất mầm đậu nành. Mầm đậu nành là có chức năng làm căng cái vòng ngực và làm săn chắc vòng ngực của người phụ nữ và ngăn ngừa ung thư ngực. Và cuối cùng nữa là nhau thai cù. Vì thấy nè, nhau thai cù nè, collagen nè, mầm đậu nành nè, rượu đỏ nè, glutathione nè và alpha lipoic acid. Thì 6 chất này kết hợp lại thưa quý vị, nó giúp cho quý vị có một làn da tái sinh
Thứ nhất, những vết nám sẽ mờ dần chỉ sau 21 ngày mà thôi. Mỗi ngày quý vị dùng từ 2 hoặc là 3 viên, tùy theo cái độ nám quý vị nặng hay nhẹ, làn da quý vị bị tổn thương nhiều hay ít, thì một ngày 2 đến 3 viên, uống bất cứ lúc nào cũng được, và uống một lúc một 21 ngày sau, chính quý vị sẽ cảm nhận được. Một hộp như vậy là 80 đồng, nó gồm có 90 viên, sẽ được mua một tặng một nếu quý vị gọi ngay trong cái chương trình livestream này. Và khi gọi lại được tặng thêm chai sữa rửa mặt nữa quý vị. Đó thì đây là cái viên thuốc thần kỳ để mà trị nám cho quý vị ở ngoài da. Đó. Thì cái đến nữa là một cái bịch, một cái hộp nhau cù. Thì thưa quý vị gọi vào, mình sẽ cho quý vị thử cái nhau cù đó rất là thần kỳ. Nó đảo ngược lại và cuối cùng lại là những cái loại cream để mà thích hợp quý vị, để mà tạo tế bào gốc của da quý vị. Thì quý vị sẽ được chọn khi Ngọc Như xem hình của quý vị. Thì một lần nữa, số phone của tổng công ty là 1-888-933-7624. Còn số phone liên lạc ngay bây giờ là 408-888-7969. 408-888-7969. Gọi ngay bây giờ sẽ được món quà đặc biệt trị giá 25 đồng. Đó là cái sữa rửa mặt dùng được tới một tháng lần quý vị. Đó là món quà của Vimo. Cảm ơn quý vị khi mà đặt câu hỏi. À, thưa quý vị, những ngày gần đây Ngọc Nhi thấy có rất là nhiều khách hàng Ngọc Nhi trị nám thành công. Nếu quý vị cần Ngọc Nhi xem da quý vị có thể gửi hình của quý vị, hình da chưa make up, chưa trang điểm lên, chụp cận làn da và gửi vào số phone Ngọc Nhi hoặc gửi vào Facebook là Chung Ngọc Nhi. Mình sẽ giúp quý vị. À, thưa quý vị, có một câu hỏi mà ngày hôm qua nhận được email. Là chị hỏi Ngọc Nhi rằng là sau khi mình trị nám xong, chị chạy laser thì làm cách nào để giúp cái da chị tốt hơn? Bởi vì thưa quý vị, có nhiều khách hàng đó, khi mà mình chạy laser xong đó, quý vị không có biết cách take care, thì cái hậu quả của không biết take care đó, cái da quý vị bị damage rồi, nó rất là nguy hiểm. Cho nên đừng ngại mà không dám hỏi. Đa số đó, khi quý vị chạy laser xong, hầu như làn da bị tổn thương rất là nặng. Bởi vì cái tế bào quý vị nó yếu dần đi. Mà nếu quý vị không có biết dưỡng đó, thì cái hậu quả nó có nhiều hơn là cái hiệu quả. Bởi vì khi chạy laser, những cái hơi nóng của cái laser đó, hay là những cái loại nó không có phải như quý vị mong muốn đâu. Hello, Bimo xin nghe. Hello. 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 Lên tiếng đi quý vị ơi. Dạ vâng, chắc là bị mất sóng rồi. Thì thưa quý vị, hello, công ty Bimo. Hello. Dạ chào chị ạ. Hello. Dạ chào chị ạ. Dạ. Yeah. Chị cần hỏi chi đó chị? Lấy một kim ta quảng cáo thuốc trị nám gì đó. Dạ vâng ạ. Chị muốn hỏi về như thế nào, chị có bị nám hay là không, đang bị nám hay sao chị? Dạ, đang bị nám. Dạ, chị cho em hỏi được là chị nám bao lâu rồi? Cũng lâu rồi, khoảng 10 năm rồi. Dạ, chị ơi, chị có lẽ chị làm nghề gì đó, chị có làm nail hay là làm những cái hơi nóng không chị? Dạ không. Dạ, chị có thể chụp hình cái da chị đó rồi chị gửi vào cái số phone mà chị đang gọi cho em đó. Sau nửa tiếng nữa chị gửi em coi cái da chị. Thì cái chai thuốc này đó chị, nó là một cái loại chai thuốc mà là nó đặc biệt, nó làm từ nhau cù. Nó làm mờ đi những cái vết tàn nhang đồi mồ nám trên da chị. Nhưng mà em cần coi cái da của chị. Bởi vì có nhiều khi chị không có bị nám đâu. Hầu như phụ nữ mình đó là 10 người là hết 9 người có bị nám rồi. Bị lão hóa da mà mình hiểu lầm là nám đó. Thì em phải coi cái da của chị. Rồi em chỉ cho chị cách làm và em gửi hàng mẫu của chị dùng thử trước. Nhá. Chị dùng thử được chị hãy mua nha. Thì cái hộp này đó, nếu chị muốn mua bây giờ đó, nó là 80 đồng mà một tặng một. Và chị được tặng thêm cái chai sữa rửa mặt này bởi chị gọi vào. Thì chị không mua chị cũng được tặng nữa nhá. Thì chị ơi, sao giờ chị gọi cho em để em muốn coi kỹ cái da chị và em giúp chị. Nhiều khi chị không có bị nám, chị mua thuốc mắc tiền nó uổng tiền nha. Dạ dạ. Chị nhớ gọi lại em sau 4 giờ. Sao giờ? Nhá. Sau nửa tiếng nữa đó. Dạ. Rồi, cảm ơn chị ha. Dạ vâng. Dạ, không có chị. Dạ, chào chị. Cảm ơn chị nhiều. Dạ, và chị sẽ được nhận cái chai sữa rửa mặt. Mình phải gọi lại để em lấy địa chỉ của chị nha. Rồi, thưa quý vị, quý vị gọi vào, quý vị không cần đặt hàng. Quý vị vẫn sẽ được nhận một món quà cảm ơn của Bimo, là quý vị đã chịu khó ngồi xem Ngọc Nhi nói rồi đó ha. Thì thưa quý vị, cứ gọi vào đặt câu hỏi về da và nhớ là sau giờ tiếng Ngọc Nhi sẽ trả lời từng khách hàng và sẽ gửi quà để lấy địa chỉ và gửi quà từng khách hàng. Hello, chào chị ạ. Dạ.
Cái này là chương trình nó ở đâu vậy cô? Thì công ty em đặt ở tại Cali chị ạ. À. Mà chương trình này mình phát Ồ, thứ Cali. 2, thứ 4, thứ 6 trên làn sóng này đó chị. Tôi mới có gọi, tôi mới thấy cái cô gì có nói chuyện hay quá. Mà bởi vậy tôi mới gọi hỏi thử, cô nói gọi trong chương trình này mình không có mua cũng được tặng cái gì mà sửa được cái gì thuốc sửa mặt vậy đó. Dạ vâng. Mà tôi muốn hỏi vậy dạ, là. Dạ đúng, Anis nhìn lên màn hình thì em đang có cái sản phẩm trên tay em cầm nè. Đây là cái sữa rửa mặt nghệ đến từ Nhật Bản, trị giá 25 đồng, em sẽ tặng cho chị. Đó thì sau cái chương trình này là khoảng 20 phút nữa, chị gọi lại số điện thoại chị vừa gọi đó nhé. Gọi cho em và em xin cái địa chị của chị, thì sẽ gửi tặng cái chai này và em sẽ chỉ cho cách dùng. Dạ. Dạ, tức là 20 phút sau gọi lại cô. Dạ. Xong là cô ghi địa chỉ rồi cô gửi tới nhà phải không? Dạ thưa đúng ạ. À. Nhá. Đây cái sữa rửa mặt vậy và chỉ cho cách dùng luôn nữa nha. Dạ, để cô thấy rồi sau tôi order xong nhé. Dạ vâng, dạ đúng chị. Thưa quý vị không cần phải order, quý vị chỉ gọi vào đặt câu hỏi về sản phẩm về da thôi. Ngọc Nhi cũng gửi quà cho quý vị nữa. Hello. Bây giờ, dạ, khoảng 20 phút nữa tôi gọi lại phải không cô? Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Dạ chào chị, cảm ơn chị ạ. Rồi. Hello, công ty Billmore. Hello, công ty Billmore ạ. Hello. Dạ em cho em mua cái nhau cù được không chị, cái thuốc nhau cù. Dạ vâng, cái này hiện giờ em mua đó là 80 đồng, em được một tặng một. Và đặc biệt chị sẽ tặng thêm cái chai sữa rửa mặt này cho em, bởi vì chỉ vì cảm ơn em gọi vào thôi nhá. Thì em có thể gọi lại chị. Em ở Hilton, chị có gửi cho em được không? Có, ở đây mình gửi đi khắp các nơi tiểu bang Hoa Kỳ hết em nhá. Và em nhớ gọi lại chị khoảng 20 phút sau thì chị em cách dùng thuốc này và nên chụp sẵn cái hình gửi chị coi cái da của em để chị kèm theo sample tặng em. Mỗi khách hàng order đó sẽ được tặng thêm 5 cái sample để mình thích hợp với da của mình nha em nhé. Gọi lại chị khoảng sau 20 phút nữa. Dạ, vậy em chụp mặt em rồi em gửi cho chị. Nhớ là không có trang điểm nha, trang điểm không thấy được đâu. Ok. Dạ không. Dạ không. Rồi cảm ơn em. Thưa quý vị, khi quý vị được nhận món quà đó thì quý vị vui lòng gọi lại. Sau giờ để Ngọc Nhi hỏi thứ nhất là tình trạng da quý vị, tuổi của quý vị, môi trường làm việc của quý vị, Ngọc Nhi biết rằng cái làn da quý vị bị cái gì. Thì ngay từ bây giờ quý vị chụp hình liền đi, chúng ta còn 15 phút nữa, thì chụp hình và giữ đó, sau 15 phút quý vị gửi vào số phone quý vị vừa gọi cho Ngọc Nhi đó, để chi, để Ngọc Nhi xem cái da quý vị và gửi tặng quý vị 5 cái phần sample thích hợp quý vị. Thứ nhất là kem dưỡng da ngày, thứ nhì là kem dưỡng da đêm, thứ ba là sữa rửa mặt, thứ tư là kem chống nắng và cuối cùng là serum. Thì tất cả quý vị đều được nhận món quà đó hết nếu quý vị đã trúng trong cái chương trình mà được trúng thưởng mà khi gọi vào đây. Thì cũng xin nhắc lại là chương trình chúng tôi bắt đầu từ giờ Cali đó là 3 giờ rưỡi đến 4 giờ chiều giờ California. Thì tùy theo tiểu bang của quý vị nó chênh lệch 2 tiếng hoặc 3 tiếng ha. Thì 3 giờ rưỡi đến 4 giờ chiều thứ 2, thứ 4 và thứ 6 chương trình live TV. Quý vị gọi vào hỏi về da để được nhận quà nha quý vị nha. Và những cái chương trình này sẽ được một tặng một ngay trong chương trình mà thôi. Và sau chương trình phát lại là quý vị không có được một tặng một đâu. Rất cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị một lần nữa đó, quý vị nào cảm thấy mà không tự tin về làn da của mình, gửi Ngọc Nhi xem. Có rất nhiều khách hàng không phải quý vị bị nám, quý vị chỉ bị lão hóa da mà thôi. Tùy là cấp độ 1, 2 hay là 3 mà quý vị hiểu lầm là nám. Mà quý vị tuyệt đối nhớ rằng đừng bao giờ nghĩ mình bị nám mà đi lột da. Bởi vì khi quý vị tẩy lột da quý vị đó, tế bào da quý vị nó sẽ bị yếu. Và khi nó bị yếu đó thì nó sẽ rất là dễ bị tổn thương bởi những cái ánh nắng UVA, UVB hoặc cái hơi nóng. Cách tốt nhất để giúp một cái làn da từ thật là tệ thành đẹp là bởi vì sao? Quý vị hãy giúp da quý vị phát sinh tế bào, nuôi dưỡng tế bào, nó sẽ bền hơn và nó sẽ tốt hơn. Có nhiều khi quý vị, những người bị nám thật sự là nếu quý vị cảm thấy mình đang uống thuốc là thuốc cao máu, thuốc tiểu đường, thuốc trị bệnh về gan. Ba cái loại thuốc đó nó rất là độc hại cho lá gan, nó có tác dụng phụ và khi gan quý vị không lọc được những cái độc chất, những cái dược chất trong thuốc, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới làn da quý vị. Thì nếu quý vị nào có những cái bệnh đó, quý vị liên lạc Ngọc Nhi chỉ quý vị cách làm thế nào để lọc cái độc tố của gan và giúp gan quý vị tốt hơn. Không bao giờ có một làn da đẹp nếu làn da đó không được nằm trên một cái cơ thể khỏe mạnh. Thì thưa quý vị hãy cẩn thận. Nếu quý vị cảm thấy mình đang dùng loại thuốc đặc trị, mình sẽ giúp quý vị tìm cách để mà phục hồi làn da của mình. Hello, Billmore xin nghe ạ. Hello. Hello chị. Chào hello, em. Dạ.
em có mua cái kem chống nắng với kem chống nắng mà có kem của chị á, xài rất là good, nhưng mà em muốn hỏi chị á, chị cho cái kem bồ nám với cái sữa rửa mặt nghệ á, bây giờ em gọi rồi chị chừng nào mới gửi cho em cái đó, em sẽ thử cái hơi nám nám mặt em hơi thâm thâm á chị. Rồi một chút xíu nữa, khoảng 20 phút sau nhé, em gọi cho chị số điện thoại này. Và thứ nhất em sẽ được tặng một cái tuýp sữa rửa mặt nghệ như chị nói hồi nãy ha. Và chị sẽ hỏi về cái tình trạng da của em và công việc của em, và chị sẽ gửi những cái sample thích hợp cho em dùng. Khi em dùng được thì em mua sao. Và nhớ là khi gọi lại thì cho chị xin cái địa chỉ. Thì để mà chị gửi địa chỉ ra, chị gửi cái sản phẩm ra, thì ngày mai người ta gửi liền, trong vòng một tuần lễ tụi em nhận rồi nhá. Dạ, em tại bữa em gặp chị ở Houston á, rồi em mua mấy kem chống nắng với kem mà gì của chị á, xài rất là good. Bây giờ em thấy chị quảng cáo trên live này, em gọi liền nè. Cảm ơn em nhiều nha, một chút được nhận quà nha. Dạ, em cảm ơn chị nha. Vâng, cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, tất cả quý vị nào mà đã được nhận những cái tiếp kem sữa rửa mặt nghệ nãy giờ, quý vị vui lòng chuẩn bị cái địa chỉ. Thì sau 5-10 phút nữa Ngọc Nhi offline xuống, quý vị hãy tag dùm Ngọc Nhi tên của quý vị, địa chỉ và số phone để Ngọc Nhi mới có được cái record mà gửi quà cho quý vị. Và nhớ Ngọc sẽ gọi từng quý vị để mà hỏi về tình trạng làn da, để biết gửi quà đúng cho quý vị dùng thử. Thì mỗi một quý khách sẽ được nhận 5 cái sample, gồm có kem ngày, kem đêm, serum chống nắng và sữa rửa mặt. Rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, yêu thương Billmore trong nhiều năm qua. Có rất nhiều khách hàng chưa bao giờ dùng hàng của Billmore. Thì thưa quý vị cứ mạnh dạn gọi vào và lên mạng là www.foreverbillmore.com, hoặc tiện nhất quý vị lên Facebook là Trung Ngọc Nhi. Trung là Trung Du Diệm đó quý vị. Trung Ngọc Nhi Facebook. Thì quý vị thấy Ngọc Nhi trên đó và gửi những cái tin nhắn hoặc hình ảnh của quý vị vào đó để mà chúng ta cùng tìm hiểu về da. Và đặc biệt chương trình trên đó một tuần 3 ngày, Ngọc Nhi lại có những cái chương trình mà làm livestream, làm talk show với quý vị và chỉ về cách dưỡng da nè. Và đặc biệt trúng thưởng lớn lắm quý vị ơi. Có nhiều khi trúng thưởng tới 200 đồng lận mà trúng những cái sản phẩm của Billmore đó. Thì quý vị hãy vào Trung Ngọc Nhi Facebook hoặc theo dõi thứ hai, thứ tư, thứ sáu trên làn sóng quý vị đang xem từ 3:30 đến 4 giờ chiều giờ Cali. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, chịu khó ngồi xem và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới, vào kỳ tới, cũng vào giờ này. Chúc quý vị một ngày làm việc thật vui, thật bình an bên gia đình và người thân. Kính chào quý vị.